Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 56, phẩm Lìa Thế Gian thứ 38, phần 4. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là chúng sinh vô ngại dụng, cõi nước vô ngại dụng, pháp vô ngại dụng, thân vô ngại dụng, nguyện vô ngại dụng, cảnh giới vô ngại dụng, trí vô ngại dụng, thần thông vô ngại dụng, thần lực vô ngại dụng, lực vô ngại dụng. Bồ Tát Phổ Hiền dùng tâm đại từ đại bi để giáo hóa chúng ta, chúng sinh ngu si, giúp Phật Hoằng Dương giáo hóa, để diễn nói diệu nghĩa kinh Hoa Nghiêm. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 pháp vô ngại dụng. Vô ngại dụng là gì? Tức là dụng đồ hữu tường chẳng có chướng ngại. Chẳng phải có một thứ dụng đồ, mà là có vô lượng thứ dụng đồ. Đưa ra một ví dụ để nói rõ, giống như đạo lý sáu căn hữu dụng với nhau, con mắt chẳng những nhìn thấy được sự vật, mà còn có thể nghe được âm thanh, lại có thể ngửi mùi, lại có thể nếm vị, lại có thể xúc giác, lại có thể biết pháp. Còn năm căn kia cũng giống như vậy, mỗi một căn đều có sáu thứ tác dụng. Tại sao? Vì đại dụng vô ngại vậy. Một dụng đầy đủ vô lượng dụng, vô lượng dụng quy về một dụng. Một làm vô lượng chẳng là nhiều, vô lượng làm một chẳng là ít. Do đó, một gốc tán làm vạn thù, vạn thù quy về một gốc. Đó là đạo lý đại dụng vô ngại. Và đưa ra một ví dụ khác nữa, như cái bàn, người biết sử dụng thì có thể dùng để làm bàn viết, để dùng làm bàn ăn cơm, vân vân, có đủ thứ dụng đồ. Nếu người không biết sử dụng thì chấp vào một thứ dụng đồ, chẳng biết có dụng đồ thứ hai, như vậy thì chẳng phải là đại dụng vô ngại. Những gì làm 10? Đó là: một, chúng sinh viên dung vô ngại đại dụng; 2, cõi nước viên dung vô ngại đại dụng; 3, pháp viên dung vô ngại đại dụng; 4, thân viên dung vô ngại đại dụng; 5, nguyện viên dung vô ngại đại dụng; 6, cảnh giới viên dung vô ngại đại dụng; 7, trí viên dung vô ngại đại dụng; 8, thần thông viên dung vô ngại đại dụng; 9, thần lực viên dung vô ngại đại dụng; 10, lực viên dung vô ngại đại dụng. Đó là 10 thứ đại dụng vô ngại. Ở dưới đây có phân tích nói rõ mỗi thứ. Đây là tổng vấn đề, cho nên 10 hồi hướng chỉ có 29 vấn đề. Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát chúng sinh đồng vô ngại dụng? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị có biết thế nào là Đại Bồ Tát chúng sinh đồng vô ngại dụng? Nếu chẳng hiểu chẳng biết, xin các vị hãy lắng nghe. Hiện tại tôi sẽ vì quý vị giải nói rõ ràng. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ chúng sinh vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là biết tất cả chúng sinh không chúng sinh vô ngại dụng, biết tất cả chúng sinh chỉ do tưởng trì vô ngại dụng, vì tất cả chúng sinh thuyết pháp chưa từng thất thời vô ngại dụng, khắp hóa hiện tất cả cõi chúng sinh vô ngại dụng, để tất cả chúng sinh ở trong một lỗ chân lông mà chẳng chặt hẹp vô ngại dụng, vì tất cả chúng sinh thể hiện tất cả thế giới phương khác, khiến cho họ đều thấy vô ngại dụng, vì tất cả chúng sinh mà thể hiện thân chư thiên Thích Phạm Bồ Thế vô ngại dụng, vì tất cả chúng sinh thể hiện thanh văn Bích Chi Phật, tịch tĩnh oai nghi vô ngại dụng, vì tất cả chúng sinh thể hiện Bồ Tát hạnh vô ngại dụng, vì tất cả chúng sinh thể hiện chư Phật sắc thân tướng tốt, nhất thiết trí lực thành đẳng chánh giác vô ngại dụng. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ chúng sinh vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là: một, Bồ Tát biết tất cả chúng sinh vốn là hư vọng, vì chẳng có chúng sinh cho nên không chúng sinh có thể độ, có không chỉ là hữu tương vô ngại, có đại dụng vô ngại này. 2. Bồ Tát biết tất cả chúng sinh do bị vọng tưởng chi trì cho nên điền điền đảo đảo, có đại dụng vô ngại này. 3. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh thuyết pháp chưa từng thất thời vô ngại dụng. 4. Bồ Tát biến hóa khắp cùng, thể hiện tất cả cõi chúng sinh vô ngại dụng. 5. Bồ Tát đem tất cả chúng sinh để ở trong một lỗ chân lông mà chẳng cảm thấy chật hẹp, vẫn có không gian, chẳng có hiện tượng ngột ngạt, vô ngại dụng. 6. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh mà thị hiện tất cả thế giới phương khác, khiến cho họ đều thấy được những cảnh giới đó vô ngại dụng. 7. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh mà thị hiện thân Thích Đề Hoàn Nhân, thân Đại Phạm Thiên Vương, thân Hộ Thế Tứ Thiên Vương vô ngại dụng. 8. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh thị hiện thân Thanh Văn, thân Bích Chi Phật, rất tịch tĩnh, có oai nghi vô ngại dụng. 9. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh thị hiện Bồ Tát hạnh, phát Bồ Đề tâm như thế nào, hành Bồ Tát đạo như thế nào, khiến cho chúng sinh y pháp phụng hành vô ngại dụng. 10. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh thị hiện 10 phương chư Phật sắc thân tướng tốt,
Đức cũng là 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp, thanh tịnh trang nghiêm, nhất thiết trí huệ, 10 lực thành tựu, chánh đẳng chánh giác vô ngại dụng. Đó là 10 pháp chúng sinh vô ngại dụng. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ cõi nước vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là tất cả cõi là một cõi vô ngại dụng, tất cả cõi và một lỗ lông vô ngại dụng, biết tất cả cõi vô cùng tận vô ngại dụng, một thân ngồi kiết già đầy khắp tất cả cõi vô ngại dụng, trong một thân hiện tất cả cõi vô ngại dụng, chấn động tất cả cõi chẳng khiến cho chúng sinh kinh hãi vô ngại dụng, dùng đồ trang nghiêm tất cả cõi để trang nghiêm một cõi vô ngại dụng, dùng đồ trang nghiêm một cõi để trang nghiêm tất cả cõi vô ngại dụng, dùng một Như Lai một chúng hội khắp tất cả cõi Phật thị hiện chúng sinh vô ngại dụng, tất cả cõi nhỏ, cõi vừa, cõi lớn, cõi rộng, cõi sâu, cõi ngửa, cõi úp, cõi nghiêng, cõi thẳng, khắp các phương lưới vô lượng khác biệt, đem những cõi đó khắp thị hiện cho tất cả chúng sinh vô ngại dụng. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ cõi nước vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là: một, Bồ Tát có thể đem tất cả cõi Phật biến hóa làm một cõi Phật, lại có thể đem một cõi Phật biến hóa làm tất cả cõi Phật vô ngại dụng. 2. Bồ Tát có thể đem tất cả cõi Phật để vào trong một lỗ chân lông vô ngại dụng. 3. Bồ Tát biết tất cả cõi Phật không cùng tận vô ngại dụng. 4. Bồ Tát một thân ngồi kiết già đầy khắp tất cả cõi Phật vô ngại dụng. 5. Bồ Tát có thể trong một thân thị hiện tất cả cõi Phật vô ngại dụng. 6. Bồ Tát có thể chấn động tất cả cõi Phật mà chẳng khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm kinh hãi vô ngại dụng. 7. Bồ Tát có thể dùng đồ trang nghiêm tất cả cõi Phật để trang nghiêm một cõi Phật vô ngại dụng. 8. Bồ Tát có thể dùng đồ trang nghiêm một cõi Phật để trang nghiêm tất cả cõi Phật vô ngại dụng. 9. Bồ Tát có thể dùng một đức Như Lai, một chúng hội khắp cùng tất cả cõi Phật thị hiện tất cả chúng sinh vô ngại dụng. 10. Bồ Tát có thể đem tất cả cõi nhỏ, cõi vừa, cõi lớn, cõi rộng, cõi sâu, cõi ngửa, cõi úp, cõi nghiêng, cõi thẳng đầy khắp các phương, giống như tấm lưới, những cõi Phật đó có vô lượng khác biệt đều khác nhau, đem những cõi đó khắp thị hiện cho tất cả chúng sinh vô ngại dụng. Đó là 10 thứ cõi nước vô ngại dụng. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ pháp vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là biết tất cả pháp vào một pháp, một pháp vào tất cả pháp mà cũng chẳng trái với tâm hiểu chúng sinh vô ngại dụng. Từ Bát Nhã Ba La Mật sinh ra tất cả pháp, vì họ giải nói đều khiến cho giác ngộ vô ngại dụng. Biết tất cả pháp lìa văn tự mà khiến chúng sinh đều được ngộ nhập vô ngại dụng. Biết tất cả pháp vào một tướng mà hay dễ nói vô lượng pháp tướng vô ngại dụng. Biết tất cả pháp lìa lời nói hay vì họ nói vô biên pháp môn vô ngại dụng. Đầy tất cả pháp khéo chuyển phổ môn tự luận vô ngại dụng. Đem tất cả pháp vào một pháp môn mà chẳng trái nhau, chẳng bất khả thuyết kiếp, nói không cùng tận vô ngại dụng. Đem tất cả pháp đều vào Phật pháp, khiến các chúng sinh đều được ngộ hiểu vô ngại dụng. Biết tất cả pháp không có bờ mé vô ngại dụng. Biết tất cả pháp không bờ mé chướng ngại, giống như lưới huyễn vô lượng khác biệt trong vô lượng kiếp, vì chúng sinh nói không cùng tận vô ngại dụng. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ pháp vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là: một, Bồ Tát biết tất cả pháp vào một pháp, một pháp lại vào tất cả pháp mà cũng chẳng trái với tâm hiểu của tất cả chúng sinh vô ngại dụng. 2. Bồ Tát có thể từ trong Bát Nhã Ba La Mật sinh ra tất cả pháp, hết thảy pháp chẳng ngoài sắc pháp, tâm xả pháp, bất tương ưng pháp, vô vi pháp, năm loại pháp này hay vì người khác giảng giải diễn nói đều khiến cho họ hiểu rõ minh bạch nghĩa lý chân thật năm loại pháp này mà thông đạt khai ngộ cảnh giới này vô ngại dụng. 3. Bồ Tát biết tất cả pháp vốn là không, do đó lìa tướng văn tự, lìa lời nói tướng, lìa tâm duyên tướng, nhưng vẫn khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ nhập vô ngại dụng. Tóm lại, một đạo lý này có thể dễ nói vô lượng đạo lý, vô lượng đạo lý vẫn quy về một đạo lý, do đó một chẳng ngại nhiều, nhiều chẳng ngại một, đây là cảnh giới diệu dụng vô hại. 4. Bồ Tát biết tất cả pháp vào một tướng mà hay dễ nói vô lượng pháp tướng khác nhau vô ngại dụng. 5. Bồ Tát biết tất cả pháp lìa phạm vi lời nói, nghĩa là dùng lời nói cũng nói không ra, tùy lìa lời nói nhưng vẫn hay vì họ dễ nói vô biên pháp môn. Tại sao vậy? Vì pháp pháp đều đồng, pháp pháp đều viên, đều là đệ nhất nghĩa. Nếu minh bạch được thì tất cả pháp đều là diệu pháp, nếu chẳng minh bạch thì vẫn phải dụng công nghiên cứu, có pháp vô ngại đại dụng này. 6. Bồ Tát đối với tất cả pháp khéo chuyển phổ môn tự luận vô ngại dụng. 7.
Bồ Tát có thể đem tất cả pháp vào một pháp môn mà chẳng trái nhau, chẳng xung đột nhau, trong bất khả thuyết kiếp nói không cùng tận vô ngại dụng. 8. Bồ Tát có thể đem tất cả pháp đều vào trong Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ hiểu vô ngại dụng. 9. Bồ Tát biết tất cả pháp không có bờ mé vô ngại dụng. 10. Bồ Tát biết tất cả pháp không bờ mé chướng ngại, giống như lưới huyễn, có vô lượng sự khác biệt. Trong vô lượng vô số đại kiếp, vì chúng sinh diễn nói diệu pháp, không cùng tận vô ngại dụng, đó là 10 thứ pháp vô ngại dụng. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thần vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là đem tất cả thân chúng sinh vào thân mình vô ngại dụng, đem thân mình vào thân tất cả chúng sinh vô ngại dụng, tất cả thân chư Phật vào một thân Phật vô ngại dụng, một thân Phật vào tất cả thân Phật vô ngại dụng, tất cả cõi vào thân mình vô ngại dụng, dụng một thân, khắp cùng tất cả pháp giới ba đời thị hiện chúng sinh vô ngại dụng, nơi một thân thị hiện vô biên thân, nhập tam muội vô ngại dụng, nơi một thân thị hiện thân đồng số chúng sinh thành chánh giác vô ngại dụng. Nơi tất cả thân chúng sinh hiện một thân chúng sinh, nơi thân một chúng sinh hiện hiện tất cả thân chúng sinh vô ngại dụng, nơi thân tất cả chúng sinh thị hiện pháp thân, nơi pháp thân thị hiện tất cả thân chúng sinh vô ngại dụng, đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ thân vô ngại dụng, những gì là 10? Đó là 1. Bồ Tát có thể đem tất cả thân chúng sinh vào trong thân mình vô ngại dụng. 2. Bồ Tát lại có thể đem thân mình vào trong thân tất cả chúng sinh vô ngại dụng. 3. Tất cả thân chư Phật vào trong một thân Phật vô ngại dụng. Do đó có câu, mười phương Phật ba đời đều cùng một pháp thân. 4. Một thân Phật vào trong tất cả thân Phật vô ngại dụng. Do đó có câu, một chẳng ngại nhiều, nhiều chẳng ngại một. Đây là cảnh giới một nhiều dung với nhau, một nhiều vô ngại. 5. Tất cả cõi Phật vào trong lỗ chân lông trên thân Bồ Tát vô ngại dụng. 6. Bồ Tát dùng một thân đầy khắp cùng tất cả pháp giới ba đời thì hiện chúng sinh vô ngại dụng. 7. Bồ Tát có thể ở trong một thân thì hiện vô biên thân nhập tam muội vô ngại dụng. 8. Bồ Tát có thể ở trong một thân thì hiện thân đồng số chúng sinh thành chánh đẳng chánh giác vô ngại dụng. 9. Bồ Tát có thể ở trong tất cả thân chúng sinh thì hiện một thân chúng sinh, trong thân một chúng sinh thì hiện tất cả thân chúng sinh vô ngại dụng. 10. Bồ Tát có thể ở trong thân tất cả chúng sinh thị hiện pháp thân, ở trong pháp thân thị hiện tất cả thân chúng sinh vô ngại dụng, đó là 10 thứ thân vô ngại dụng. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nguyện vô ngại dụng, những gì là 10? Đó là dùng nguyện của tất cả Bồ Tát làm nguyện của mình vô ngại dụng, dùng nguyện lực của tất cả chư Phật thành Bồ Đề, thị hiện tự mình thành chánh giác vô ngại dụng, tùy sự giáo hóa chúng sinh tự mình thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề vô ngại dụng. Trong tất cả vô biên tế kiếp, đại nguyện chẳng dứt vô ngại dụng, xa lìa thức thân, chẳng chấp trí thân, dùng tự tại nguyện, hiện tất cả thân vô ngại dụng, xả bỏ thân mình, thành tựu viên mãn, nguyện người khác vô ngại dụng, giáo hóa khắp tất cả chúng sinh, mà chẳng bỏ đại nguyện vô ngại dụng, người tất cả kiếp hành Bồ Tát hạnh, mà đại nguyện chẳng dứt vô ngại dụng, người một lỗ trần lông hiện thành chánh giác, do nhờ nguyện lực khắp cùng tất cả cõi nước chư Phật, nơi bất khả thuyết thế giới, vì mỗi mỗi chúng sinh thể hiện như vậy vô ngại dụng. Nói một câu pháp, khắp tất cả pháp giới, nổi mây đại chánh pháp, chiếu soi ánh chớp giải thoát, chấn động tiếng sấm thật pháp, mưa xuống vị mưa cam lồ, dùng sức đại nguyện, thấm khắp tất cả các cõi chúng sinh vô ngại dụng. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ nguyện vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là 1. Dùng nguyện của tất cả Bồ Tát phát ra là nguyện của mình vô ngại dụng. 2. Dùng nguyện lực của tất cả chư Phật thành tựu Bồ Đề, thị hiện tự mình thành chánh giác vô ngại dụng. 3. Tùy sự giáo hóa chúng sinh tự mình thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề vô ngại dụng. Giáo hóa chúng sinh thành Phật, tự mình cũng thành Phật. 4. Trong tất cả vô biên tế kiếp, liên tục phát đại nguyện khiến cho chẳng dứt vô ngại dụng. 5. Xa lìa thức thân, chẳng chấp trí thân, dùng nguyện lực tự tại thể hiện tất cả thân vô ngại dụng, nghĩa là muốn thể hiện thân gì thì hiện thân đó nhậm vận tự tại, chẳng bị hạn chế. 6. Xả bỏ thân mình, thành tựu viên mãn nguyện lực của người khác vô ngại dụng. 7. Căn cứ vào đại nguyện của mình đã phát ra, giáo hóa khắp tất cả chúng sinh mà chẳng bỏ đại nguyện vô ngại dụng. 8. Trong tất cả kiếp hành Bồ Tát hạnh mà đại nguyện chẳng dứt vô ngại dụng. 9. Trong một lỗ chân lông hiện thành chánh giác, do nhờ nguyện lực khắp cùng tất cả cõi nước chư Phật, trong bất khả thuyết thế giới, vì mỗi mỗi chúng sinh thể hiện như vậy vô ngại dụng.
10. Nói một câu pháp đầy khắp tất cả pháp giới, nổi mây đại chánh pháp, chiếu soi ánh chớp giải thoát, chấn động tiếng sấm chân thật pháp, mưa xuống vị vua Cam Lồ, dùng sức đại nguyện thấm khắp tất cả các cõi chúng sinh vô ngại dụng, đó là 10 thứ nguyện vô ngại. Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ cảnh giới vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là tại cảnh giới pháp giới mà chẳng bỏ cảnh giới chúng sinh vô ngại dụng, tại cảnh giới Phật mà chẳng bỏ cảnh giới ma vô ngại dụng, tại cảnh giới Niết Bàn mà chẳng bỏ cảnh giới sinh tử vô ngại dụng, vào cảnh giới nhất thiết trí mà chẳng dứt cảnh giới giống tánh Bồ Tát vô ngại dụng, trụ cảnh giới tịch tĩnh mà chẳng bỏ cảnh giới tán loạn vô ngại dụng, trụ cảnh giới không đến không đi, không hí luận, không tướng trạng, không thể tánh, không lời nói như hư không mà chẳng bỏ cảnh giới tất cả chúng sinh hí luận vô ngại dụng, trụ cảnh giới các lực giải thoát mà chẳng bỏ cảnh giới tất cả các phương sở vô ngại dụng, vào cảnh giới không bỏ mé chúng sinh mà chẳng bỏ giáo hóa tất cả chúng sinh vô ngại dụng, trụ cảnh giới thiền định giải thoát thần thông minh trí tịch tĩnh mà nơi tất cả thế giới thể hiện thọ sinh vô ngại dụng, trụ cảnh giới Như Lai tất cả hạnh trang nghiêm thành chánh giác mà hiện tất cả thanh văn bích chi Phật tịch tĩnh oai nghi vô ngại dụng, đó là 10. Các vị đệ tử của Phật đại Bồ Tát có 10 thứ cảnh giới vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là một, tại cảnh giới pháp giới mà chẳng bỏ cảnh giới chúng sinh vô ngại dụng; hai, tại cảnh giới Phật mà chẳng bỏ cảnh giới ma vô ngại dụng. Tại sao vậy? Vì Phật và ma nhất như, Phật và ma chẳng hai. Có người hỏi tại sao Phật và ma nhất như, do đó có câu thế việc tỉnh việc xuất thế gian, thế việc mê việc đọa trầm luân. Đây là lời giải thích tốt nhất. Khi thật sự minh bạch thì Phật và ma chẳng có gì phân biệt. Tại sao ma làm phiền não bạn? Vì nó muốn làm thiện tri thức của bạn, trợ giúp bạn tu hành, xem thử bạn có qua được sự thử thách chăng. Đó là phản diện trợ giúp bạn tu hành. Phật là chánh diện đến giáo hóa bạn tu hành, cho nên nói Phật và ma nhất như. Giống như Đề Bà Đạt Đa, tuy lúc nào cũng phá hoại Đức Phật, phản đối Đức Phật, nhưng kỳ thật ông ta lúc nào cũng hộ trì Phật. Nếu bạn thật sự nhìn thấu, thì Phật và ma chẳng có gì phân biệt. Bạn xem ông ta là Phật thì ông ta là Phật, bạn coi ông ta là ma thì ông ta là ma, tất cả do tâm tạng. Nếu thấu hiểu được thì người chuyển được cảnh, mà cảnh chẳng chuyển được người. Tóm lại, tâm chuyển được cảnh, mà cảnh chẳng chuyển được tâm người. Tâm chuyển được cảnh thì giống như Phật, cảnh chuyển được tâm thì giống như ma. Phật và ma chỉ trong một niệm tâm con người chúng ta, ma sẽ làm Phật cũng có thể được, Phật sẽ làm ma cũng có thể được. Tóm lại, tất cả do tâm tạo, cho nên đừng có sợ ma, cũng đừng hoan hỷ Phật. Tại sao? Vì Phật và ma chẳng hai. Ba, tại cảnh giới Niết Bàn mà chẳng bỏ cảnh giới sinh tử vô ngại dụng. 4. Vào cảnh giới nhất thiết trí mà chẳng dứt cảnh giới giống tánh Bồ Tát vô ngại dụng. 5. Trụ cảnh giới tịch tĩnh mà chẳng bỏ cảnh giới tán loạn vô ngại dụng. 6. Trụ cảnh giới không đến không đi, không hí luận, không tướng trạng, không thể tánh, không lời nói như hư không mà chẳng bỏ cảnh giới tất cả chúng sinh hí luận vô ngại dụng. 7. Trụ cảnh giới các lực giải thoát mà chẳng bỏ cảnh giới tất cả các phương sở vô ngại dụng. 8. Vào cảnh giới không bỏ mé chúng sinh mà chẳng bỏ giáo hóa tất cả chúng sinh vô ngại dụng. 9. Trụ cảnh giới thiền định giải thoát thần thông minh trí tịch tĩnh mà nơi tất cả thế giới thể hiện thọ sinh vô ngại dụng. 10. Trụ cảnh giới Như Lai tất cả hạnh trang nghiêm thành chánh giác mà hiện tất cả thành văn bích chi Phật tịch tĩnh oai nghi vô ngại dụng. Đó là 10 thứ cảnh giới vô ngại dụng. Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ trí vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là vô tận biện tài vô ngại dụng, tất cả tổng trí không có quên mất vô ngại dụng, hay quyết định, biết quyết định nói các căn của tất cả chúng sinh vô ngại dụng, trong một niệm dùng trí vô ngại biết tâm hành của tất cả chúng sinh vô ngại dụng, biết bệnh dục lạc tùy miên tập ký phiền não của tất cả chúng sinh, tùy chỗ thích nghi mà cho thuốc vô ngại dụng. Một niệm có thể vào 10 lực của Như Lai vô ngại dụng, dùng trí vô ngại biết tất cả kiếp ba đời và chúng sinh ở trong đó vô ngại dụng, trong niệm niệm hiện thành chánh giác thị hiện chúng sinh không có đoạn tuyệt vô ngại dụng, nơi một chúng sinh nghĩ tưởng biết nghiệp của tất cả chúng sinh vô ngại dụng, nơi âm thanh một chúng sinh hiểu tiếng nói của tất cả chúng sinh, đó là 10. Các vị đệ tử của Phật đại Bồ Tát có 10 thứ trí vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là một, vô tận biện tài vô ngại dụng; hai, tất cả pháp tổng trì không quên mất vô ngại dụng; ba, hay quyết định
biết quyết định nói các căn của tất cả chúng sinh vô ngại dụng, bốn trong một niệm dùng trí huệ vô ngại, biết tâm hành của tất cả chúng sinh vô ngại dụng. Năm, biết bệnh dục lạc, tùy miên tập khí phiền não của tất cả chúng sinh, tùy chỗ thích nghi mà cho thuốc vô ngại dụng, tóm lại có bệnh gì thì cho thuốc đó, thuốc đến thì bệnh khỏi, có 84.000 bệnh, Phật cho 84.000 thứ thuốc. 6. Một niệm có thể vào 10 lực của Như Lai vô ngại dụng. 7. Dùng trí huệ vô ngại biết tất cả kiếp ba đời và chúng sinh ở trong đó vô ngại dụng. 8. Trong niệm niệm hiện thành chánh giác, thị hiện chúng sinh không có đoạn tuyệt vô ngại dụng. 9. Nơi một chúng sinh nghĩ tưởng, biết nghiệp của tất cả chúng sinh vô ngại dụng. 10. Nơi âm thanh một chúng sinh hiểu rõ tiếng nói của tất cả chúng sinh, đó là 10 thứ trí vô ngại dụng. Hôm nay có bà cư sĩ đến Vạn Phật Thành, bà ta dùng tay chữa bệnh, phàm là nghi nan tạp chứng, bà đều chữa khỏi, thật là không thể nghĩ bàn. Kỳ thật tâm thành thì linh, bất cứ người chữa bệnh và bệnh nhân, hai bên đều kiền thành, thì tâm điện sẽ cảm ứng, sẽ có hiệu quả, bằng không phí sức tốn công. Bằng kinh nghiệm của tôi, chú Đại Bi có thể trị 84.000 chứng bệnh, chỉ cần thành tâm thì sẽ có cảm ứng của chư Phật Bồ Tát đến gia bị, mới có sự hiệu quả không thể tả được. Tôi còn nhớ vào mùa thu năm 1949, tôi từ Thượng Hải đến Hán Khẩu bằng thuyền, sau đó ngồi xe lửa đến Quảng Châu để đi đến chùa Nam Hoa, gần gũi Hòa Thượng Hư Vân. Trên thuyền gặp một người tàn tật, anh ta phải chống nạng để đi, thật là khó khăn đáng thương. Tôi quan sát chứng bệnh của anh ta, biết là có thể chữa trị, nhưng không thể lập tức chữa trị cho anh ta. Tại sao vậy? Vì trên thuyền có rất nhiều người, nếu chữa lành cho anh ta, thì chắc chắn sẽ có nhiều người nhờ tôi chữa bệnh, đó chẳng phải là phiền phức sao? Do đó tôi đợi thuyền đến Hán Khẩu. Sau khi thuyền đến Hán Khẩu khoảng 8 giờ sáng, anh ta chống nạng đi ngang qua trước mặt tôi. Tôi thấy cơ duyên đã thành thục, bèn hỏi anh ta, tại sao chân anh bị như vậy? Anh ta nói, vì tôi phạm pháp nên bị chính phủ giam trong tù bị ẩm thấp, nên chân mới bị què, đứng đi không được, cho nên đi phải chống nạng. Tôi lại hỏi, anh có muốn đi đứng lại bình thường không? Anh ta nói, nếu được vậy thì tốt. Tôi lại nói với anh ta, anh muốn là được rồi, vậy anh hãy quẳng cái nạng đó xuống sông đi. Anh ta nói, nếu tôi quẳng cái nạng xuống sông làm sao tôi có thể đi được? Tôi nói, tôi có thể chữa lành bệnh của anh sẽ đi lại bình thường được. Anh ta còn có chút hoài nghi hỏi, có thật chăng? Tôi nói, tại sao phải gạt anh? Lúc đó anh ta bèn quyết định quẳng cái nạng xuống sông, sau đó ngồi xuống đó. Đợi phép lạ xuất hiện, cặp mắt nhìn tôi thỉnh cầu, tôi bèn niệm chú Đại Bi khoảng 7 biến, tay xoa bóp chân của anh ta, ra chỉ một phen, rồi kêu anh ta đứng dậy. Tâm lý anh ta bán tín bán nghi, bèn đứng dậy thử, anh ta đứng dậy được. Tôi kêu anh ta hãy đi thử đi, anh ta cũng đi thử. Kêu anh ta chạy thử đi, anh ta cũng chạy thử. Anh ta mừng rỡ vô cùng, không cách chi hình dung được. Anh ta tươi cười đảnh lễ tôi, biểu thị sự cảm kích, ơn cứu mạng. Anh ta đi lại được kinh động hết mọi người trên thuyền. Mọi người đều đến chỗ anh què hỏi, làm thế nào mà anh đi lại được, sự việc ra sao? Anh què quay qua chỗ tôi chỉ và nói, nhà vị pháp sư đó từ bi dùng tay xoa bóp đầu gối của tôi bèn đi được. Tuyển chuyển như vậy, một lát sau thì có 70-80 người bu xung quanh tôi. Người này nói, lão tu hành đầu của tôi đau quá. Người kia nói, lão tu hành lưng của tôi đau khó chịu quá. Có người thì chân đau, có người thì tay đau, tóm lại bệnh gì cũng có. Nhiều người bệnh như vậy, niệm chú Đại Bi thì chẳng có thời giờ, chẳng có cách gì khác. Linh cờ nhất động, muốn khởi là hán lạ. Tôi bèn nói với mọi người muốn chữa bệnh rằng, các vị đây đều phải đánh. Nói xong, người đau đầu thì đánh trên đầu một gậy, người đau lưng thì đánh trên lưng một cái, người đau đầu gối thì đánh đầu gối một cái, người đau tay thì đánh lên tay một cái. Đánh xong thì mọi người đều kêu khỏi bệnh rồi. Họ cùng nhau phát tâm cúng dường. Có người cúng tới mấy vạn tệ, có người cúng 5 vạn tệ, có người cúng 1 vạn tệ, có người cúng 500.000 tệ. Tổng cộng họ cúng dường được khoảng hơn 70 vạn tệ. Lúc đó vé xe lửa từ Hán Khẩu đến Quảng Châu khoảng 20 vạn tệ. Lúc đó có người nói với tôi, họ nói có người thân bị bệnh bại liệt không dậy được, bác sĩ đồng tây y đều bó tay, nên họ muốn mời tôi đến nhà người thân để chữa bệnh, công đức vô lượng. Có người thì nói với tôi, họ có người thân bị bệnh bán thần bất toại, đi đứng không thuận tiện, trị thế nào cũng không khỏi. Họ nói xin thỉnh thầy đi khi đến Hán Khẩu,
thì bất cứ như thế nào cũng chữa trị dùng cho. Có khoảng 70-80 người đều nói như vậy. Lúc đó tôi cũng không trả lời, cũng không hứa khà. Tôi chỉ nói với họ, đợi thuyền đến Hán Khẩu thì hãy nói. Khi thuyền đến Hán Khẩu, mọi người đều đi lấy hành lý. Tôi nhận cơ hội này bèn bỏ đi, không ai hay biết. Nếu không sẽ có nhiều phiền phức mà trễ thời gian đến chùa Nam Hoa. Đó là chính thân tôi biết sức lực của chú đại bi thật là không thể nghĩ bàn. Nếu ai kiển thành chỉ chú thì chắc chắn gặp hung hóa cát, gặp nạn biến thành cát tường. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thần thông vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là nơi một thân thì hiện thân trong tất cả thế giới vô ngại dụng. Nơi chúng hội một vị Phật, nghe thọ tất cả chư Phật chúng hội thuyết pháp vô ngại dụng. Trong tâm niệm của một chúng sinh thành tựu bất khả thuyết vô thượng Bồ Đề, khai ngộ tâm tất cả chúng sinh vô ngại dụng. Dùng một âm thanh, hiện âm thanh khác nhau trong tất cả thế giới khiến các chúng sinh đều hiểu rõ được vô ngại dụng. Trong một niệm, hiện hết thảy nghiệp quả, đủ thứ sự khác nhau của tất cả kiếp thuở trước, khiến các chúng sinh đều thấy biết được vô ngại dụng. Trong một hạt bụi xuất hiện cõi Phật rộng lớn vô lượng trang nghiêm vô ngại dụng, khiến cho tất cả thế giới đầy đủ trang nghiêm vô ngại dụng, khắp vào tất cả ba đời vô ngại dụng, phóng đại pháp quang minh, hiện tất cả chư Phật Bồ Đề, chúng sinh hạnh nguyện vô ngại dụng, khéo hộ trì tất cả trời rồng dạ xoa, cản tháp bà, A Tu La, Ca Lô La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Thích Phạm Hộ Thế, Thành Văn Độc Giác Bồ Tát, hết thảy Như Lai Thập Lực, Bồ Tát căn lành vô ngại dụng, đó là 10. Nếu các Bồ Tát được vô ngại dụng này, thì sẽ vào khắp được tất cả Phật Pháp. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ thần thông vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là một trong một thân chúng sinh có thể thị hiện thân của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới vô ngại dụng. 2. Trong chúng hội của một vị Phật có thể nghe thọ được hết tất cả chư Phật chúng hội thuyết pháp vô ngại dụng. 3. Trong tâm niệm của một chúng sinh có thể thành tựu bất khả thuyết vô thượng Bồ Đề, khai ngộ tâm tất cả chúng sinh vô ngại dụng. 4. Dùng một âm thanh có thể hiện ra âm thanh khác nhau trong tất cả thế giới, khiến các chúng sinh đều hiểu rõ được vô ngại dụng. 5. Trong một niệm có thể hiện ra hết thảy nghiệp quả, đủ thứ sự khác nhau của tất cả kiếp thuở trước, khiến các chúng sinh đều thấy biết được vô ngại dụng. 6. Trong một hạt bụi xuất hiện cõi nước chư Phật rộng lớn vô lượng trang nghiêm vô ngại dụng. 7. Khiến cho tất cả thế giới đều đầy đủ trang nghiêm vô ngại dụng. 8. Khắp vào tất cả ba đời vô ngại dụng. 9. Phóng đại pháp quang minh hiện tất cả chư Phật Bồ Đề, chúng sinh hạnh nguyện vô ngại dụng. 10. Khéo hộ trì tất cả trời rồng dạ xoa, Càn Thát Bà, Atula, Ca Lô La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Đây là trời rồng tám bộ hộ pháp thiện thần, trời Đế Thích, trời Đại Phạm, trời Hộ Thế Tứ Thiên Vương, Thành Phần Độc Giác Bồ Tát, hết thể Như Lai Thập Lực Bồ Tát Cam Lành vô ngại dụng. Đó là 10 thứ thần thông vô ngại dụng. Nếu các Bồ Tát được vô ngại dụng này thì sẽ vào khắp được tất cả Phật Pháp. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thần lực vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là đem bất khả thuyết thế giới để vào trong một hạt bụi vô ngại dụng. Ở trong một hạt bụi hiện tất cả cõi Phật đồng pháp giới vô ngại dụng. Đem nước của tất cả biển để vào trong một lỗ chân lông, quản lại khắp 10 phương thế giới mà chúng sinh không bị xúc nhiễu vô ngại dụng. Đem bất khả thuyết thế giới để trong thân mình, thì hiện tất cả thần thông việc làm vô ngại dụng. Dùng một sợi lông buộc bất khả số núi Kim Cang, núi Thiết Vi, cầm đi du hành tất cả thế giới, chẳng khiến cho chúng sinh sinh tâm sợ hãi vô ngại dụng. Đem bất khả thuyết kiếp làm một kiếp, một kiếp làm bất khả thuyết kiếp, trong đó thị hiện thành hoại khác nhau, chẳng khiến cho chúng sinh có tâm sợ hãi vô ngại dụng. Trong tất cả thế giới hiện nạn nước, gió, lửa, đủ thứ sự biến hoại mà chẳng não chúng sinh vô ngại dụng. Khi ba nạn hủy hoại tất cả thế giới, đều có thể hộ trì tất cả chúng sinh những vật cần dùng, chẳng khiến cho tổn hại thiếu thốn vô ngại dụng. Dùng một tay cầm bất tư nghì thế giới, ném qua bất khả thuyết thế giới, chẳng khiến cho chúng sinh có tâm sợ hãi vô ngại dụng. Nói tất cả khói đồng với hư không, khiến cho các chúng sinh đều được ngộ hiểu vô ngại dụng. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ thần lực vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là một đem bất khả thuyết thế giới để vào trong một hạt bụi, không có sự chật hẹp, vẫn có không gian. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, sức thần thông biến hóa của Bồ Tát vô ngại dụng. 2. Ở trong một hạt bụi có thể hiện ra tất cả cõi Phật đồng pháp giới vô ngại dụng. 3. Đem nước của tất cả biển để vào trong một lỗ chân lông,
Quả lại khắp mười phương thế giới mà tất cả chúng sinh không bị xúc nhiễu vô ngại dục. 4. Đem bất khả thuyết thế giới để vào trong thân mình, thì hiện tất cả thần thông việc biến hóa vô ngại dục. 5. Dùng một sợi lồng buộc bất khả số núi Kim Cang, núi Thiết Vi, cầm đi du hành tất cả thế giới, chả khiến cho chúng sinh sinh tâm sợ hãi vô ngại dục. 6. Đem bất khả thuyết kiếp làm một kiếp, một kiếp làm bất khả thuyết kiếp, trong đó thì hiện cảnh giới thành trụ hoại không khác nhau, nhưng chẳng khiến cho chúng sinh có tâm sợ hãi vô ngại dục. 7. Trong tất cả thế giới thì hiện nạn nước, nạn gió, nạn lửa, đủ thứ sự biến hoại mà chẳng não hại chúng sinh vô ngại dục. 8. Khi bà nạn hủy hoại tất cả thế giới, thì Bồ Tát đều có thể hộ trì tất cả chúng sinh những vật cần dùng, chẳng khiến cho tổn hại thiếu thốn vô ngại dục. 9. Dùng một tay cầm bất tư nghỉ thế giới, ném qua bất khả thuyết thế giới, sự việc này còn lợi hại hơn động đất gấp vạn lần, tuy như vậy nhưng chẳng khiến cho chúng sinh có tâm sợ hãi vô ngại dục. 10. Diễn nói tất cả các cõi, đồng với hư không gì cũng chẳng có, khiến cho tất cả chúng sinh chẳng khởi tâm tham, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ hiểu nghĩa lý của nó vô ngại dục, đó là 10 thứ thần thông vô ngại dục. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ lực vô ngại dục. Những gì là 10? Đó là lực của chúng sinh vô ngại dụng vì giáo hóa điều phục chẳng xa lìa, lực của cõi vô ngại dụng vì thể hiện bất khả thuyết sự trang nghiêm để trang nghiêm, lực của pháp vô ngại dụng vì khiến tất cả thân vào không thân, lực của kiếp vô ngại dụng vì tu hành chẳng dứt, lực của Phật vô ngại dụng vì giác ngộ thủy miên, lực của hạnh vô ngại dụng vì nhiếp lấy tất cả Bồ Tát hạnh, lực của Như Lai vô ngại dụng vì độ thoát tất cả chúng sinh, lực không thấy vô ngại dụng vì tự giác tất cả các pháp, lực nhất thiết trí vô ngại dụng vì nhờ nhất thiết trí thành chánh giác, lực đại bi vô ngại dụng vì chẳng bỏ tất cả chúng sinh, đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ lực vô ngại dụng. Những gì là 10? Đó là 1. Lực chúng sinh vô ngại dụng vì giáo hóa tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh, chẳng xả lìa tất cả chúng sinh. 2. Lực cõi Phật vô ngại dụng vì hay thể hiện bất khả thuyết sự trang nghiêm để trang nghiêm. 3. Lực của pháp vô ngại dụng vì hay khiến tất cả thân vào không thân. 4. Lực của kiếp vô ngại dụng vì hay khiến tất cả chúng sinh thường tu hành chẳng gián đoạn. 5. Lực của Phật vô ngại dụng vì hay khiến chúng sinh giác ngộ, rằng ngủ là đá cột chân sự tu hành, cản trở sự tiến bộ. 6. Lực của hạnh vô ngại dụng vì hay nhiếp lấy tất cả Bồ Tát hạnh, khiến cho tất cả chúng sinh phát Bồ Đề tâm tu đạo vô thượng. 7. Lực của Như Lai vô ngại dụng vì hay độ thoát tất cả chúng sinh mà chẳng chấp tướng. 8. Lực không thầy vô ngại dụng vì chính mình tự giác ngộ tất cả các pháp chân thật nghĩa. 9. Lực nhất thiết trí vô ngại dụng vì nhờ nhất thiết trí mà có thể thành chánh đẳng chánh giác. 10. Lực đại bi vô ngại dụng vì chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh mà giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Đó là 10 thứ lực vô ngại dụng của Bồ Tát. Phật tử, trên đây là 10 thứ vô ngại dụng của Đại Bồ Tát. Nếu Bồ Tát đắc được 10 vô ngại dụng này, thì nơi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề muốn thành hoặc chẳng muốn thành đều tùy ý chẳng trái, tùy thành chánh giác, mà cũng chẳng dứt thực hành Bồ Tát hạnh. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát phát đại thệ nguyện và vô biên mồn vô ngại dụng khéo léo thị hiện. Các vị đệ tử của Phật, trên đây là 10 thứ vô ngại dụng của Đại Bồ Tát. Nếu Bồ Tát đắc được 10 vô ngại dụng này, thì đối với A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, muốn thành tựu thì thành, hoặc chẳng muốn thành tựu thì chẳng thành, đều tùy ý muốn của mình, chẳng trái với ý của mình. Tuy đã thành chánh giác, nhưng cũng chẳng dứt tu hành Bồ Tát hạnh. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát đã phát đại thệ nguyện và vô lượng vô biên môn vô ngại dụng, kéo léo thị hiện giáo hóa tất cả chúng sinh. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ du hí. Những gì là 10? Đó là dùng thân chúng sinh làm thân cõi, mà cũng chẳng hoại thân chúng sinh là du hí của Bồ Tát. Dùng thân cõi làm thân chúng sinh, mà cũng chẳng hoại thân cõi là du hí của Bồ Tát. Nơi thần Phật thị hiện thần thanh văn độc giác, mà chẳng tổn giảm thân Như Lai là du hí của Bồ Tát. Nơi thần thanh văn độc giác thị hiện thân Như Lai mà chẳng tăng trưởng thân thanh văn độc giác là du hí của Bồ Tát. Nơi thần Bồ Tát hạnh thị hiện thành thần chánh giác mà cũng chẳng dứt thân Bồ Tát hạnh là du hí của Bồ Tát. Nơi thần thành chánh giác thị hiện thần tù Bồ Tát hạnh mà cũng chẳng giảm thân thành Bồ Đề là du hí của Bồ Tát. Nơi cõi Niết Bàn thị hiện thân sanh tử mà chẳng chấp sanh tử là du hí của Bồ Tát. Nơi cõi sanh tử thị hiện Niết Bàn
cũng chẳng rốt ráo vào nơi niết bàn là du hí của Bồ Tát, vào nơi tam muội mà thị hiện đi đứng nằm ngồi tất cả nghiệp, cũng chẳng bỏ tam muội chánh thọ là du hí của Bồ Tát. Ở chỗ một Đức Phật nghe pháp thọ trì, thân Bồ Tát chẳng động mà dùng sức tam muội thầy đều thị hiện thân trong bất khả thuyết hội chư Phật, cũng chẳng phân thân, cũng chẳng khởi định mà nghe pháp thọ trì liên tục không dứt. Niệm niệm như vậy nơi mỗi mỗi thân tam muội đều sinh ra bất khả thuyết thân tam muội. Như vậy thứ lớp tất cả các kiếp có thể cùng tận mà thân tam muội Bồ Tát không thể cùng tận là du hí của Bồ Tát, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ du hí vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ thần thông du hí, biến hóa vô cùng, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Các vị muốn biết phải chú ý lắng nghe, tôi Bồ Tát Phổ Hiền hiện tại sẽ vì quý vị nói rõ những gì là 10. Đó là: một, Bồ Tát có thể dùng thân chúng sinh biến làm thân cõi Phật mà cũng chẳng hoại thân chúng sinh. Đây là nói thân chúng sinh vẫn là thân chúng sinh, nhưng có thể ở trong thân chúng sinh biến thành thế giới trái đất. Chúng ta phải biết nguyên lai của trái đất vẫn là do thần thông biến hóa của Bồ Tát mà ra. Một trái đất là do thân của một chúng sinh mà ra, bất quá chính chúng sinh không biết mà thôi. Làm thế nào biến thành trái đất? Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, là do Phật tánh biến hiện ra, đó là thần thông du hí của Bồ Tát. 2. Bồ Tát lại dùng thần cõi nước chư Phật biến làm thân chúng sinh mà cũng chẳng hoại thân cõi là du hí của Bồ Tát. 3. Nơi thần Phật thị hiện thần thành văn và thần độc giác mà chẳng tổn giảm thân Như Lai là du hí của Bồ Tát. 4. Nơi thần thành văn và thần độc giác thị hiện thân Như Lai mà chẳng tăng trưởng thân thành văn và thần độc giác là du hí của Bồ Tát. 5. Nơi thần Bồ Tát hạnh thị hiện thành thần chánh giác mà cũng chẳng dứt thân Bồ Tát hạnh là du hí của Bồ Tát. 6. Nơi thần thành chánh giác thị hiện thân tu Bồ Tát hạnh mà cũng chẳng giảm thần thành Bồ Đề là du hí của Bồ Tát. 7. Nơi cõi niết bàn thị hiện thân sanh tử mà chẳng chấp sanh tử là du hí của Bồ Tát. 8. Nơi cõi sanh tử thị hiện niết bàn cũng chẳng rốt ráo vào nơi niết bàn là du hí của Bồ Tát. 9. Bồ Tát vào nơi tam muội mà có thể thị hiện đi đứng nằm ngồi bốn đại oai nghi và tất cả nghiệp quả báo ứng, nhưng cũng chẳng bỏ tam muội chánh thọ là du hí của Bồ Tát. 10. Bồ Tát ở tại đạo tràng của tất cả chư Phật nghe pháp thọ trì, thần Bồ Tát chẳng động mà dùng sức tam muội thảy đều thị hiện thân trong bất khả thuyết hội chư Phật, cũng chẳng phân thân, cũng chẳng khởi định mà nghe pháp thọ trì liên tục không dứt. Trong niệm niệm như vậy, trong mỗi mỗi thân tam muội đều sinh ra bất khả thuyết thân tam muội. Như vậy thứ lớp tất cả các kiếp có thể cùng tận mà thân tam muội Bồ Tát không thể cùng tận là du hí của Bồ Tát. Đó là 10 thứ thần thông du hí của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ du hí vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ cảnh giới, những gì là 10? Đó là thị hiện vô biên môn pháp giới, khiến cho chúng sinh đều được vào là cảnh giới của Bồ Tát. Thị hiện sự trang nghiêm tốt đẹp của tất cả thế giới, khiến cho chúng sinh đều được vào là cảnh giới của Bồ Tát. Hóa vãng tất cả cõi chúng sinh đều phương tiện khai ngộ là cảnh giới của Bồ Tát. Nơi thần Như Lai sinh ra thần Bồ Tát, nơi thần Bồ Tát sinh ra thần Như Lai là cảnh giới của Bồ Tát. Nơi cõi hư không hiện thế giới, nơi thế giới hiện cõi hư không là cảnh giới của Bồ Tát. Nơi cõi sinh tử hiện cõi niết bàn, nơi cõi niết bàn hiện cõi sinh tử là cảnh giới của Bồ Tát. Trong ngôn ngữ của một chúng sinh sinh ra ngôn ngữ tất cả Phật pháp là cảnh giới của Bồ Tát. Dùng vô biên thân hiện làm một thân, một thân hiện làm tất cả thân khác nhau là cảnh giới của Bồ Tát. Dùng một thân sung mãn tất cả pháp giới là cảnh giới của Bồ Tát. Trong một niệm khiến cho tất cả chúng sinh phát Bồ Đề tâm đều hiện vô lượng thân thành đẳng chánh giác là cảnh giới của Bồ Tát. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đạt được cảnh giới đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ cảnh giới, những gì là 10? Đó là: một, thị hiện vô biên môn pháp giới khiến cho chúng sinh đều được vào là cảnh giới của Bồ Tát. 2. Thị hiện vô lượng sự trang nghiêm tốt đẹp của tất cả thế giới khiến cho tất cả chúng sinh đều được vào là cảnh giới của Bồ Tát. 3. Hóa vãng tất cả cõi chúng sinh đều được phương tiện thiện xảo khai ngộ là cảnh giới của Bồ Tát. 4. Trong thân Như Lai sinh ra thân Bồ Tát, trong thân Bồ Tát sinh ra thân Như Lai là cảnh giới của Bồ Tát. 5. Nơi cõi hư không xuất hiện thế giới, nơi thế giới xuất hiện cõi hư không là cảnh giới của Bồ Tát.
6. Nơi cõi sinh tử hiện ra cõi Niết Bàn. Nơi cõi Niết Bàn hiện ra cõi sinh tử là cảnh giới của Bồ Tát. 7. Trong ngôn ngữ của một chúng sinh sinh ra ngôn ngữ tất cả Phật Pháp là cảnh giới của Bồ Tát. 8. Dùng vô biên thần biến hóa làm một thân biến hóa làm tất cả thân khác nhau là cảnh giới của Bồ Tát. 9. Dùng một thân có thể dùng mãn tất cả pháp giới là cảnh giới của Bồ Tát. 10. Trong một niệm khiến cho tất cả chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, tụ Bồ Tát Hạnh đều hiện ra vô lượng thân thành chánh đẳng chánh giác là cảnh giới của Bồ Tát. Đó là 10 pháp cảnh giới của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được cảnh giới đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ lực. Những gì là 10? Đó là thâm tâm lực, vì chẳng tạp nhiễm tất cả tình đời. Tăng thượng thâm tâm lực, vì chẳng bỏ tất cả Phật Pháp. Phương tiện lực, vì việc làm các cõi đều rốt ráo. Trí lực, vì biết rõ tất cả tâm hạnh. Nguyện lực, vì tất cả sở cầu khiến cho viên mãn. Hạnh lực, vì hết thuở vị lai chẳng dứt. Thừa lực, vì hay sinh ra tất cả thừa mà chẳng bỏ đại thừa. Thần thông lực, vì trong mỗi lỗ chân lông phải đều thị hiện tất cả thế giới thanh tịnh, tất cả Như Lai xuất hiện ra đời. Bồ đề lực, vì khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm thành Phật không đoạn tuyệt. Chuyển pháp luân lực, vì nói một câu pháp đều xứng với các căn dục của tất cả chúng sinh. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được 10 lực nhất thiết trí vô thượng của chư Phật. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ lực. Những gì là 10? Đó là một thâm tâm lực, vì chẳng bị tạp nhiễm tất cả tình ái của thế gian. 2. Tăng thượng thâm tâm lực, vì chẳng xả bỏ tất cả Phật Pháp. Hết thảy Phật Pháp không những đọc tụng mà còn thọ trì, y giáo phụng hành. 3. Phương tiện lực, vì tất cả việc làm các cõi đều rốt ráo. Đó là sức phương tiện của Bồ Tát. 4. Trí lực, vì biết rõ vọng tưởng trong tâm của tất cả chúng sinh. Làm việc gì, tạo nghiệp gì, đó là trí lực của Bồ Tát. 5. Nguyện lực, vì tất cả sở cầu của tất cả chúng sinh đều khiến cho viên mãn, đó là nguyện lực của Bồ Tát. 6. Hạnh lực, vì hết thuở vị lai cũng chẳng dứt sự tu hành, đó là hạnh lực của Bồ Tát. 7. Thừa lực, tức là sức lực đại thừa, vì hay sinh ra tất cả thừa mà chẳng bỏ đại thừa. 8. Thần thông lực, vì trong mỗi lỗ chân lông thể đều thị hiện tất cả thế giới thanh tịnh, tất cả Như Lai xuất hiện ra đời, giáo hóa tất cả chúng sinh, đó là sức thần biến của Bồ Tát. 9. Bồ đề lực, vì khiến cho tất cả chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, trên cầu Phật Đạo dưới độ chúng sinh, thành chánh đẳng chánh giác, vĩnh viễn không đoạn tuyệt hạt giống Bồ Đề, đó là sức Bồ Đề của Bồ Tát. 10. Chuyển pháp luân lực, vì nói một câu pháp đều xứng với các căn dục của tất cả chúng sinh, đó là sức chuyển pháp luân của Bồ Tát. Đó là 10 thứ pháp lực của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ đắc được 10 lực nhất thiết trí vô thượng của chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ không sợ hãi. Những gì là 10? Phật tử, Đại Bồ Tát đều có thể nghe thọ trì tất cả lời nói. Bèn nghĩ như vậy, nếu có vô lượng vô biên chúng sinh từ 10 phương đến dùng trăm ngàn đại pháp để hỏi tôi, tôi theo câu hỏi của họ trả lời không có chút khó khăn gì. Vì chẳng thấy khó nên tâm không sợ hãi, rốt ráo đến bờ bên kia không sợ hãi. Tùy theo câu hỏi của họ đều giải đáp đúng đắn, dứt trừ sự nghi hoặc của họ, không có khiếp nhược. Đó là không sợ hãi thứ nhất của Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát được Như Lai quán đảnh vô ngại biện tài đến nơi tất cả phần tự nguồn âm khai thị bí mật chốt giáo ở bên kia, bèn nghĩ như vậy, nếu có vô lượng vô biên chúng sinh từ 10 phương đến dùng vô lượng pháp để hỏi tôi sẽ theo câu hỏi của họ trả lời không thấy có chút khó khăn gì. Vì không thấy khó khăn nên tâm được không sợ hãi, rốt ráo đến bờ bên kia không sợ hãi. Tùy theo câu hỏi của họ đều giải đáp đúng đắn, dứt trừ sự nghi hoặc của họ, không có kinh hãi. Đó là không sợ hãi thứ hai của Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ không sợ hãi. Những gì là 10? 1. Phật tử, Đại Bồ Tát đều có thể nghe thọ trì tất cả lời nói, bèn nghĩ như vậy. Nếu có vô lượng vô biên chúng sinh từ 10 phương tất cả thế giới đến chỗ tôi, dùng trăm ngàn thứ đại pháp để hỏi tôi theo câu hỏi của họ trả lời không có chút khó khăn gì. Vì chẳng thấy câu hỏi khó nên trong tâm không sợ hãi, rốt ráo đến được bờ bên kia không sợ hãi. Tùy theo câu hỏi của họ đều giải đáp đúng đắn, phân tích rõ ràng, khiến cho chúng sinh hỏi pháp dứt trừ sự nghi hoặc. Trong tâm của tôi không có cảm giác khiếp nhược, cũng chẳng sợ sệt, cũng chẳng kinh hãi. Đó là không sợ hãi thứ nhất của Bồ Tát. 2. Phật tử, Đại Bồ Tát được Như Lai quán đảnh đắc được vô ngại biện tài
đã đến nơi tất cả văn tự ngôn âm khai thị bí mật cho giáo ở bên kia, bèn nghĩ như vậy: nếu có vô lượng vô biên chúng sinh từ mười phương đến chỗ tôi, dùng vô lượng pháp để hỏi tôi sẽ theo câu hỏi của họ trả lời không thấy có chút khó khăn gì. Vì không thấy câu hỏi khó khăn, nên trong tâm không sợ hãi, rốt ráo đến bờ bên kia không sợ hãi, tùy theo câu hỏi của họ đều giải đáp được, khiến cho chúng sinh hỏi pháp dứt trừ sự nghi hoặc của họ, trong tâm tôi không có cảm giác kinh hãi. Đó là không sợ hãi thứ hai của Bồ Tát. Phật tử Đại Bồ Tát biết tất cả pháp không, lìa cái ta, lìa của ta, không làm, không kẻ làm, không kẻ biết, không kẻ thọ, không kẻ dưỡng dục, không bổ già la, lìa uẩn giới xứ, vĩnh viễn thoát khỏi các kiến, tầm như hư không, bèn nghĩ như vậy. Chẳng thấy chúng sinh có chút tướng có thể tổn não nghiệp thân là ý của tôi. Tại sao? Vì Bồ Tát đã ra lìa cái ta, của ta, chẳng thấy các pháp có chút tánh tướng, vì không thấy nên tâm không sợ hãi. Rốt ráo đến bờ bên kia không sợ hãi, kiên cố dũng mãnh không thể trở họa, đó là không sợ hãi thứ ba của Bồ Tát. Phật tử Đại Bồ Tát nhờ Phật lực hộ trì, trụ Phật oai nghi thực hành chân thật không có đổi khác, bèn nghĩ như vậy: tôi chẳng thấy có chút phần oai nghi khiến cho các chúng sinh sinh tướng của trách, vì chẳng thấy nên tâm được không sợ hãi, ở trong đại chúng an ổn thuyết pháp, đó là không sợ hãi thứ tư của Bồ Tát. Ba, Phật tử Đại Bồ Tát biết tất cả pháp không, lìa tướng ta, lìa tướng của ta, không làm, không kẻ làm, không có một pháp biết mình là pháp, không có nhân mạng khiến pháp đó, không có người dưỡng dục pháp đó, không có bổ già la, số thú thủ, nghĩa là tính đếm vãng lai các cõi, lìa khỏi năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả các kiến, tâm thanh tịnh như hư không, bèn nghĩ như vậy. Chẳng thấy chúng sinh có chút tướng có thể tổn não nghiệp thân lời ý của tôi. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát đã ra lìa cái ta và của ta, chẳng chấp vào cái ta và của ta, cho nên tất cả pháp đều không, gì cũng chẳng có. Vì không thấy nên tâm không sợ hãi, rốt ráo đến bờ bên kia không sợ hãi.